Rồi em chào anh em buổi sáng nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em một con máy M6040 đẹp mới về. Đây là máy nguyên si từ bên Thái Lan luôn, được gắn vỏ mới hoàn toàn 100%. Rồi, đậu đi. Hụn ga sếp ơi, Đạp ga. Rồi, giờ em sẽ quay chi tiết nha. M6040, đây là cái bơm đó là chưa đụng gì hết luôn nha, nguyên si. Em sẽ quay cái số động cơ cho anh em xem. Đó, con này là số động cơ ha, con này là số đó nha. Tụi bọng là chưa tách, động cơ nguyên zin 100%. M6040 Toyota, vỏ gai lớp là mới 100%. Đây số vỏ nó đây 16.628 và số vỏ trước 9.522. đây là cái đầu máy đó đây ha. Con máy là còn nhiều máy lắm, anh em cứ tới lựa thoải mái, máy từ 8540 rồi có đủ hết luôn. Rồi phía bên này đây, em mới vừa rửa máy, máy rất là bóng luôn. Máy này thì em sẽ bao làm bảo dưỡng cho anh em toàn bộ cầu trước cầu sau tất cả luôn. Này chưa gắn kiếm vô nha, cái này chưa gắn kiếm, để em sẽ gắn cặp kiếm vô cho anh em. Nguyên si. Cabin của nó là còn mới tinh, ghế là còn ok hết nha, nâng hạ dàn ủi Rotary thì dàn ben. Rồi em xong con máy này nha, em cảm ơn anh em đã theo dõi video. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây bên em dễ nhận diện nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gạch cho khách xem á, mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, mà giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha.
Nhờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.